Vâng, thưa quý vị, đã từ lâu thì tục thắp hương dâng lễ gia tiên đã là một nét thiết yếu trong văn hóa thờ cúng của dân tộc ta. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người một mẫu bát hương bằng chất liệu đồng vàng được làm màu không nâu giả cổ. Thì cameraman quay gần cận cảnh để giúp quý vị có thể xem họa tiết này. Từng cái đường nét chuyện bên em làm rất là kỳ công. Như quý vị thấy ở đây, từng nét chuyện làm rất tỉ mỉ đấy. Bên dưới nền dọc gấm của bên em, quý vị có thể nhìn này. Thợ lành nghề lâu năm hay không thì nhìn ở cái vết đường, ở những cái chi tiết dọc gấm này là quý vị có thể thấy nhé. Đấy, họa tiết rồng song long trầu mặt nguyệt được đúc, được cày nổi lên đấy. Nền cuốn thư đây quý vị này, họa tiết rất là chi tiết. Bát hương này có đường kính là 40 cm quý vị nhé. Đây, bát hương lượng của sản phẩm là khoảng từ 5 đến 7 cân quý vị nhé. Đây, như quý vị thấy ở mặt sau, đây là họa tiết song phượng này. Từng chi tiết bên em làm rất là kỹ đấy. Sản phẩm bên em đã làm màu phủ bóng công nghệ nên là quý vị có thể sử dụng truyền đời, và bên em còn bảo hành 10 năm về màu sắc và trọn đời về chất liệu của sản phẩm quý vị nhé. Nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, sản phẩm bên em thì cam kết là giá xuất xưởng không qua trung gian, giao hàng miễn phí, nên là quý vị hãy nhanh tay liên hệ với bên em để có được sản phẩm bát hương như thế này để mình có thể bày lên nhà thờ từ đường của dòng họ. Đấy, số điện thoại bên em là 0963 378 563. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em.